Ông đẩy xe. Chợ. Đi chợ. Cà rốt. Chào. Thịt heo xay ngon lắm, cũng ngon, có hai đĩa ở đằng kia. Cái này hả, heo xay hả? Ờ, ok. Phải đi nhanh quá hết, có hai đĩa. Dạ, dạ, dạ. Chút nữa nhắc tôi mua hành tây nha. Lòng gà. Rồi nấu cháo. Này giá nhiều ha. Cái gà này nhiều một con đây ta. Đây hai con. 9 đồng mấy nè. Mà không có chỗ để nữa chứ thơ. Mua nhiều không có chỗ để không? À, đây này. Gà. Thịt gà. À, tôi lấy nước ha. Gà. Rồi qua mòn. Xúc xích. Nước. Nước nè ông nè. Lấy cây, lấy bình này dầu giặt đồ. Giặt ngày nào cũng giặt đồ. Thôi khỏi khỏi, không có lấy dầu gì hết á. Ừ, khỏi khỏi. Rồi. Ông bịt đút vô trong nè. Đút cái này vô trong này để nước nó ngồi. Đó. Không có đồ, không có giặt rồi. Rồi. Qua tôi lên tôi đúng ở dưới á, ba cớt hay bốn cớt? Bốn. Rồi là lấy 5 bình kia nữa xong.
vợ, mua đồ về nấu bún riêu ăn. Cả tuần đi cày, bây giờ là ngày thứ nhật rảnh rỗi đi chợ. Được hả? Bỏ vô đây, được rồi. Để đó. Để nhiều nhiều ấy. Đồng mua cho em chai dầu nóng mà tôi nói là mua cái này 5 đồng mấy à. Đâu bôi vô đó. Rồi hả? 5 đồng mấy á hả? Có 5 đồng mấy chục sen em mua hồi mua chị lấy không? Nè hả? Đâu thì bôi vào đấy. Cái này nè hả? Dạ. Yeah. Để em mua hộp sơn ngọc mới chị đó. Dạ hả? Làm gì mua nhiều trống rồi. Bây giờ mua thì ra tính tiền đó. Chị tính tiền cho chị. À vậy hả? Ok, thank you. Mua giờ thì ăn chứ để làm gì? Cả tháng mới đi một lần. Tại vì không có thời gian đi làm. Đi chợ gần gần ở chợ Ly, chợ Hồng Kông mà thôi. Đi mấy cái chợ đó đâu có tính đâu. Mình đi làm không á, đâu có thời gian. Mà với lại mấy đứa nhỏ nó thích ăn không? Mua để dành. Thì sai có mua đồ hay hết rồi. Có, còn 2 dĩ á. Rồi, thank you. Trứng mấy miếng, nấm mèo, mấy loại trứng á. Làm trứng là bỏ sau cùng, tại vì trứng bỏ nó dai, mình làm nó cực á. Một đĩa này xong rồi nấm mèo, miến, bột tiêu, hộp ngò. Cái này á, là dễ ăn lắm. Làm mà coi như là dễ, là coi như là mà chả ram, rồi mà chân mắm, rồi bỏ vô trong mà ủ qua, nhồi ủ qua. Yeah. Đó. Còn chị... cái chị cứ bán ổ hoa trên nhà thờ 10 đồng với 5 đồng á. Lấy bột giặt nước không? Không hả? Khỏi. Còn. Thôi đi về, cảm rồi, ơn. Rồi, thôi. Rồi, thank you. Rồi, ok. Đây. Không có lấy bột giặt gì nữa hả? Có cổ bây giờ. Có cổ là đồng thời một vật cái đấy. Thì hơn biết là thì thảo à. Có thành nên nó không thấy gì nó. Nó vậy mà biết làm sao mà sao lạ kỳ vậy. Người mà to tặng không không. Thì cái trò ôm cái thằng chồng này mà tôi nói rõ rõ ràng hết rồi. Với chồng ta thấy bắt ham bắt muốn, chồng mày mà lạ kỳ vậy trò. À mà live stream lên mà ông nội tôi nói tào lao thiên đế, tao bỏ lên bạn luôn, xấu hổ cho biết khôn. Quỷ chồng gì đâu mà thấy bắt mệt ha.
cha đâu có lo gì đâu mà cha cứ nói tào lao thương đế không, cái quay lên tao bỏ lên luôn. Thôi không có được rồi. Thôi được rồi chị. Chân mắm chân mắm chân á. Thì cái này mà thịt xay trứng rồi hành hành củ á, rồi băm ra, rồi băm hành cái hành củ á xay ra, rồi còn cái mắm cũng xay ra, xong rồi lật ra lấy cái xương ra rồi bắt đầu rồi đổ vô chứ. Xay ra đâu, đổ lên vô là xong rồi bắt lên là chân á. Chân cách thủy á. Chân phải mắm tôm. Không. Mà phải mắm tôm, mắm cá, mắm cá. Ôi chào chị. Ôi rồi thao thân lên tính tiền. Thà tính tiền hả? Khỏi. 4 đồng mấy hả? Thà lấy 1 trái ăn được. Bao nhiêu biết vậy? Thà nó cân ký. Lấy không? Lấy 1 trái này nè. Đẩy lên. Để này quay hết người tôi với quay mặt tôi là xong rồi bắt đầu tới tính tiền. Tôi đứng ngay chỗ đây nè, tôi quay nè. Khó chịu lắm. Khó chịu ghê. Kiếp trước mắc nợ, kiếp này phải trả.
kiếp sau là tôi làm đàn ông, làm đàn bà cực. Phải khỏi, tao để vậy luôn, tao tính tiền ấy. Đẩy thôi. Đi cày chủ nhật thì đi shopping, đi chợ, đi lễ giờ shopping, đi chợ ha. Ê, ở Mỹ sướng chứ, sướng đâu mà sướng, chụp thấy bà đó, cua qua đây đó, cua qua đây. Cua cua vô tới tính tiền. Tay sau đít đó, đó thấy chưa, các bạn thấy chưa, khó chịu lắm ha. À, cái mà đi chợ thôi mà cằn nhằn cằn nhằn, đi đâu cũng muốn vội vàng. Bye các bạn.